Xin chào các bạn. Ngày hôm nay Lina sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn từ khoai tây. Đó là khoai tây nghiền hay còn gọi là mashed potatoes. Và phần nguyên liệu mà Lina sử dụng cho món khoai tây nghiền ngày hôm nay thì gồm có 4 củ khoai tây vàng. Thường thì người ta sẽ sử dụng là khoai tây màu nâu, có vỏ màu nâu, nhưng mà đối với Lina thì Lina thấy là khoai tây vàng ăn thì sẽ ngon hơn, bởi vì nó có độ dẻo và độ ngọt hơn là khoai tây nâu ha. Rồi bên cạnh đó có muối, có 1 cup sữa tươi và bơ. Trước tiên thì Lina sẽ chuẩn bị 1 thau nước, và trong đó có pha 1/2 muỗng cà phê muối. Và Lina sẽ gọt cái vỏ khoai tây này bỏ đi ha. Nếu như các bạn thích ăn có vỏ thì các bạn có thể giữ lại một ít vỏ cũng được. Giữ lại một ít vỏ như thế này. Ta không cần phải gọt hết vỏ đâu. Và chúng ta cắt cái phần khoai tây này ra từng miếng như thế này. Ta cho vào trong thau nước lạnh. Sau khi ngâm nước lạnh có pha một chút muối rồi thì chúng ta sẽ đem rửa khoai tây cho sạch nha các bạn. Khoai sau khi đã ngâm với nước muối rửa sạch thì các bạn cho vào trong cái nồi, đổ nước xâm xấp như thế này và cho vào trong nồi khoảng 1/2 muỗng cà phê muối để chúng ta luộc lên cho khoai chín. Đây là các bạn, mà khoai của chúng ta đang sôi lên như thế này. Và trong lúc chờ đợi khoai chín thì ở bếp bên đây Lina cũng đã chuẩn bị một cái nồi. Lina cho vào trong đây là 2 muỗng canh bơ. Lina cho vào 2 muỗng canh bơ và chờ cho nó tan chảy ra ha. Chờ cho bơ chảy ra. Chúng ta nấu cái lửa nhỏ thôi nha các bạn. Lửa lớn thì bơ nó sẽ tốt hết.
xa rồi, khi xe đã tan chảy hết rồi, Lina sẽ cho vào đây là một cốc sữa tươi. Một phần hai muỗng cà phê muối. Và nếu như các bạn nào thích ăn béo để cho cái món khoai tây của chúng ta béo hơn và thơm ngon hơn thì các bạn sẽ chỉ sử dụng 1 phần 2 cup sữa tươi, và thay vào đó thì các bạn sẽ cho thêm 1 phần 2 cup heavy cream nha các bạn. Những lần trước thì Lina đã sử dụng heavy cream cộng với sữa tươi và thấy là cái món khoai tây của chúng ta rất là thơm ngon. Nhưng mà lần này Lina không sử dụng heavy cream là bởi vì heavy cream thì cái lượng calorie chất béo rất là cao, cho nên là Lina không có muốn ăn nhiều chất béo quá, cho nên Lina chỉ sử dụng hoàn toàn là sữa tươi mà thôi. Và tùy vào các bạn, nếu như các bạn thích ăn béo hơn và thích thơm ngon hơn thì các bạn có thể sử dụng heavy cream ha. Và liều lượng nó là một cốc sữa tươi. Còn nếu các bạn sử dụng heavy cream thì Lina lặp lại là các bạn chỉ sử dụng 1 phần 2 cốc sữa tươi và 1 phần 2 cốc heavy cream. Một điều lưu ý mà Lina xin nói ở đây đó là nếu như bạn nào muốn ăn mashed potato có mùi tỏi thì chúng ta sẽ cho một ít bột tỏi. Ở đây các bạn, đây là bột tỏi đây. Các bạn sẽ cho một ít bột tỏi vào trong cái nồi sữa này và nấu lên. Ở đây Lina không thích ăn mùi tỏi cho nên là Lina sẽ không cho tỏi, không cho bột tỏi vào ha. Chúng ta sẽ để đây và nấu cho nó sôi lên. Còn bên cái nồi khoai tây bên đây thì nó sôi quá chừng rồi nè. Lina sẽ lấy đũa xăm vào thử xem nó chín chưa ha. À, vẫn chưa chín. Chúng ta sẽ tiếp tục để ở đây và chờ cho khoai chín nha. Phần sữa đã sôi, Lina tắt lửa và để qua một bên. Còn phần khoai tây thì Lina thử và thấy nó cũng đã chín rồi. Lina sẽ vớt ra, Lina vớt toàn bộ ra. Lina để ra, chuẩn bị một cái thau lớn, một cái tô lớn. Hôm nay cho vào cái tô lớn để một lát nữa chúng ta sẽ dễ nghiền khoai tây hơn. Thì chúng ta sẽ bỏ đi và không sử dụng thôi các bạn. Đây là phần khoai tây mà Lina mới vừa luộc xong đây các bạn. Khói lên ngùn ngụt luôn, rất là nóng. Và chúng ta bắt đầu mash, bắt đầu nghiền khoai tây ha. Các bạn có thể sử dụng một cái vá và ấn trực tiếp vào trong cái tô như thế này để cho khoai tây nát ra. Hoặc là các bạn cũng có thể mua một cái đồ nghiền khoai tây ở ngoài chợ, người ta cũng có bán ha. Nhưng mà ở đây thì Lina sẽ sử dụng cái vợt này
Đây là một cái vật để nấu hủ tiếu đó các bạn. Các bạn cho khoai tây vào trong đây, để các bạn nghiền. Đây này các bạn, nó ấn xuống và khoai tây nó sẽ rớt xuống ha. Các bạn làm như thế này thì khoai tây nó sẽ đều, nó sẽ nát đều hết, rất là ngon ha các bạn. Đây, các bạn cho một ít thôi. Chúng ta sẽ làm nó nhẹ tay hơn. Nếu các bạn cho nhiều quá thì nó sẽ khó ấn, nó sẽ nặng tay. Ta cạo ở phía sau ha. Các bạn nên nghiền lúc mà khoai còn nóng thì sẽ dễ hơn ha các bạn. Khi mà khoai nguội rồi thì nó sẽ nặng tay hơn và nó khó nghiền hơn. Khoai nóng thì luôn luôn dễ nghiền hơn là khoai nguội nha. Và đây là toàn bộ cái phần khoai tây mà Lina đã nghiền xong rồi ha. Cái phần sữa tươi mà lúc nãy Lina đã nấu á, bây giờ Lina sẽ cho từ từ vào trong cái phần khoai tây. Khuấy đều nó lên chút. Đây, các bạn rưới từ từ thôi nha. Chúng ta không nên rưới một lần, bởi vì nếu như các bạn rưới một lần á, thì có thể khoai tây nó sẽ bị nhão. Các bạn canh liều lượng để có thể dễ điều chỉnh hơn. Rưới từ từ như vậy thì sẽ trộn lên cho khoai tây mình nó đều, nó ngon hơn. Thank you.
Lina sẽ thử để xem khoai tây của mình đã vừa chưa ha. Lina nghĩ là sẽ thêm một chút muối nữa thì sẽ ngon hơn. Đây, khoai của chúng ta như thế này là được rồi các bạn. Chúng ta không nên làm quá đặc nhưng cũng không nên làm quá nhão, như vậy sẽ không ngon đâu. Cái độ sệt của nó như thế này là vừa rồi. Lúc nãy đó, Lina có nói là chúng ta cho một cup sữa nhưng mà bây giờ còn dư lại như đây đây nè các bạn. Còn rất là ít ha. Chỉ vài muỗng thôi. Khoảng 3 muỗng canh thôi. Bây giờ thì khoai của chúng ta đã vừa ăn rồi. Đây là các bạn, Lina đã vừa hoàn tất xong cái món khoai tây nghiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và mong nếu như bạn nào thích cách nấu của Lina thì các bạn hãy ủng hộ Lina bằng cách bấm subscribe, like, share và để lại comment để cho kênh của Lina ngày một phát triển nhé. Còn bây giờ xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.